Năm 2017 là một năm đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng mà NTC đã triển khai, thực hiện được nhiều dự án và kế hoạch trong thời gian vừa qua. Với đội ngũ nhân sự gần 200 nhân viên kinh doanh, hệ thống bán lẻ đạt mốc 17 cửa hàng, chi nhánh NTC trải dài tại 10 tỉnh thành trên toàn quốc. Với mục tiêu đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, việc nâng cấp, thay đổi diện mạo cửa hàng, thiết kế mô hình trưng bày sản phẩm đặc trưng và đồng nhất, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu và trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại sang trọng hơn. Bên cạnh các chính sách bảo hành, chính sách thu đổi có lợi cho khách hàng, thì vào các dịp lễ lớn trong năm, NTC còn thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn nhằm tri ân đến khách hàng đã đồng hành cùng NTC trong thời gian vừa qua. Hệ thống nhà xưởng NTC được đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, gồm 20 phòng ban đang hoạt động với hơn 300 thợ kim hoàn lành nghề. Đội ngũ thiết kế sáng tạo cùng các nghệ nhân kim hoàn giỏi không ngừng tạo ra các sản phẩm chất lượng, đạt giá trị cao về thẩm mỹ, bắt kịp theo xu hướng thị trường quốc tế và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Bên cạnh sự phát triển quy mô hệ thống kinh doanh, đầu tư công nghệ cho xưởng sản xuất, NTC còn chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên tại văn phòng. Hệ thống văn phòng gồm 10 phòng ban đang hoạt động, với hơn 50 nhân viên trẻ, năng động và sáng tạo, hỗ trợ công tác đối nội, đối ngoại, với phương châm tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hết mình và không ngừng nỗ lực. Nhằm giúp đội ngũ bán hàng hiểu rõ hơn thông tin về sản phẩm mới và các thông báo kinh doanh tại chi nhánh, Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định thành lập kênh thông tin NTC vào cuối tháng 8 năm 2017. Kênh thông tin hoạt động với 8 thành viên dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc. Tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện được 6 clip truyền thông và theo đánh giá ban đầu là hỗ trợ rất tốt trong việc truyền tải thông tin đến cửa hàng tại hệ thống kinh doanh. Về nhu cầu mua sắm của khách hàng trên thị trường hiện nay, NTC đã triển khai chiến lược phát triển công tác đào tạo nhằm nâng cao thái độ phục vụ và phát triển kỹ năng giao tiếp khách hàng, cập nhật bổ sung kiến thức về sản phẩm và thông tin về ngành kim hoàn thường xuyên. NTC đang từng bước thực hiện xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân viên bán hàng có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện nay. Cải tiến công nghệ thiết bị sản xuất hiện đại là giải pháp mà NTC đang theo đuổi nhằm mục đích nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm cho người tiêu dùng lựa chọn. Hiện nay, NTC đang sở hữu những trang thiết bị hiện đại và tiên tiến, được tiếp cận với các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn và đào tạo công nghệ sản xuất. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ và thiết bị được liên tục nâng cấp, bổ sung bắt kịp những tiến bộ kỹ thuật mới của thế giới. Đầu tháng 2 năm 2017, NTC có cơ hội hợp tác cùng công ty Jinhai tại Thái Lan, là một trong những nhà cung cấp chuyên sản xuất và kinh doanh ngọc trai thiên nhiên chất lượng cao trong khu vực châu Á. Tháng 9 năm 2017, NTC tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn đá quý Swarovski nhằm xây dựng quan hệ chiến lược lâu dài. Đến đầu tháng 10 năm 2017, NTC cho ra mắt dòng sản phẩm kính đá Swarovski, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới và giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Trong năm 2017, bên cạnh việc kinh doanh bán lẻ tại các cửa hàng chi nhánh NTC phục vụ cho người tiêu dùng, ban lãnh đạo công ty đã mạnh dạn đăng ký kinh doanh, mở rộng thị trường bán sỉ cho các doanh nghiệp bán lẻ chưa có khả năng sản xuất,
danh tiếng trong ngành kim hoàn của NTG được trải dài từ Nam chí Bắc trên bản đồ chữ S Việt Nam. Với uy tín, chất lượng và danh tiếng trong ngành kim hoàn cũng như với khách hàng trên thị trường, NTG được nhiều tổ chức công nhận và tôn vinh. Trong năm 2017, NTG vinh dự nhận được các giải thưởng chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Những túi vàng 18K của NTG đạt được chứng nhận sản phẩm vàng dịch vụ vàng Việt Nam năm 2017 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ tổ chức bình chọn. Được cộng hưởng các hoạt động thực hiện trong năm 2017, bên cạnh việc hoạt động marketing online liên tục và tích cực, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, theo số thống kê trên fanpage và website NTG, tính đến thời điểm cuối năm 2017, đầu năm 2018 đã đạt mốc gần 30.000 người dùng là con số ấn tượng mà NTG đã đạt được. Qua khảo sát cho thấy, sự phát triển thương hiệu của công ty đang được phát triển mạnh mẽ, phủ gần hết các khu vực quan trọng, đồng thời hỗ trợ thêm sự lan tỏa trong công cụ tìm kiếm Google cho các khu vực khác. Tập thể NTG hãy chung tay xây dựng công ty ngày càng vững mạnh hơn. Ban tổng giám đốc công ty luôn mong muốn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, phát triển lành mạnh và gắn kết lâu dài, tạo nên nhiều tiếng cười cho các thành viên trong ngôi nhà chung NTG. NTG, trao uy tín, nhận niềm tin.